Hôm nay mình đến với cái khái niệm là HLB. Mình đã tìm hiểu kỹ về cái này và tìm hiểu vì sao nó phân được các chất thành các cái nhóm G, hay nước về là chất chuyển hóa. Thì HLB là gì? Là cái tác động của hydrophilic, lipophilic, bền tức là cán cân giữa đầu cân nước và cầu cân dầu. Nó tính bằng tỷ số giữa hai phần thân nước và thân dầu trong một cái công thức phân tử của chất chuyển hóa. Và khi mình phân loại các chất theo thân dầu hay thân nước hay là chuyển hóa thì mình được gọi độ tan. Nhưng theo ông Griffin ông đưa ra một cái bảng chính xác hơn giúp mình phân loại. Thì cái bảng đó được thể hiện như sau. Khi tôi xét về HLB của tất cả các chất thì có thể chia được các chất thành ba nhóm, cụ thể là gì? Với những chất nào có HLB dưới 1 thì tôi gọi đây là các chất thân dầu và tan trong dầu. Nên như vậy cứ chất nào có HLB dưới 1 thì mình biết đây là gì? Đây là các chất thân dầu và tan trong dầu. Ngược lại, nếu HLB nó lớn hơn 50 thì tôi xếp đây là các chất thân nước và tan trong nước. Như vậy là có hai khoảng rõ ràng, hoặc chất thân dầu và hoặc chất thân nước. Còn lại tất cả những chất nằm trong khoảng từ 1 cho đến 50 thì những chất này được xếp vào nhóm chất ngũ hóa. Như vậy là tất cả các chất ngũ hóa thì sẽ có HLB nằm trong khoảng từ 1 cho đến 50. Trong đó HLB càng lớn thì nó sẽ càng thân nước, càng nhỏ thì càng thân dầu. Và thường những chất nào có HLB dưới 8 thì sẽ có xu hướng tạo thành hữu tương nước tan dầu. Còn từ 8 trở lên thì sẽ có xu hướng tạo thành hữu tương dầu tan nước. Được chưa? Như vậy là các bạn không ạ? Và từ đây mình có thể phân loại các chất thuộc nhóm ngũ hóa. Vậy cái HLB này thì có ý nghĩa gì? Mình nên tìm hiểu. Và mình tìm hiểu tiếp một cái khái niệm nữa đó là RHLB. Thì trong cái chữ RHLB, chữ R viết tắt cho chữ require, nghĩa là gì? Yêu cầu, đòi hỏi, đúng không? Và người ta dịch RHLB nghĩa là HLB tới hạn của pha dầu trong công thức. Vậy mình hiểu cái khái niệm RHLB thế nào cho đúng? Các bạn tưởng tượng nào? Trong công thức bào chế hữu tương của tôi sẽ có pha dầu, sẽ có chất ngũ hóa và sẽ có pha nước. Từ ba cái thành phần của hữu tương này, tôi muốn bào chế ra một cái hữu tương dầu trong nước ổn định. Tất nhiên muốn bào chế ra một cái hữu tương dầu trong nước ổn định thì bắt buộc phải có chất ngũ hóa. Nhưng có phải tất cả các chất ngũ hóa cứ được trong nước thì đều đưa được cái hoạt chất này vào dạng hữu tương ổn định hay không? Thì xin thưa là không. Bởi vì mỗi cái thằng pha dầu khác nhau, nó lại yêu cầu cho mình một cái thằng chất ngũ hóa khác nhau. Được chưa? Và bao giờ như này, ví dụ pha dầu có được dầu paraffin. Tôi muốn bào chế hữu tương dầu paraffin trong nước. Thì bây giờ tôi phải đưa một cái chất ngũ hóa phù hợp để đưa ra cái hữu tương dầu paraffin trong nước ổn định. Mà tôi phải đi nghiên cứu cái thằng dầu này thì thấy là gì? Thằng dầu này nó sẽ tạo được một cái hữu tương dầu trong nước ổn định khi chất ngũ hóa cung cấp cho nó một cái HLB là từ 10 đến 12. Chất ngũ hóa có HLB này thì nó tạo ra ổn định. Và người ta gọi 10 đến 12 là gì? RHLB của dầu paraffin. Cái thằng này nó cung cấp cho đạt kết nó. Còn nếu đây mình dùng chất ngũ hóa có RHLB bằng 40
nha. Ví dụ tôi dùng cách câu hỏi hát ở bên mọi người. Cách câu hỏi có thân nước hay không? Thân nước, rất thân nước đúng không? Nhưng theo lý thuyết thì đâu vào đây nó có tạo thành nước giàu nước được không? Được, nhưng bởi vì nó là chất tiền hoạt. Cách câu hỏi thân nước thì tạo thành nước kiểu gì? Giàu nước. Nhưng tôi nếu tôi lựa chọn nào hát ở bên mọi người thì dầu qua cái nó không tương thêm và nó tạo thành một cơm dầu có nước không ổn định. Mặc dù theo lý thuyết là gì? Thằng này là thằng thân nước thì tạo thành cơm dầu có nước. Nhưng mà vì nó khác xa cái thằng này yêu cầu nên nó không tạo được. Được. Như vậy là cái này được gọi là RHLB của thằng pha dầu. Và để dễ hiểu hơn, tôi lấy các bạn ví dụ như sau. Để các bạn qua môn, thì nhà trường yêu cầu là phải gì? Học tín chỉ là 4. Không. Thì đây là RHLB của trường đưa ra. Và để qua môn này các bạn phải cung cấp cái gì? HLB của mình phải là bao nhiêu? Là 4 thì mới qua được môn. Như vậy RHLB là cái yêu cầu. Còn cái thằng của mình mục đích là nó phải cung cấp. Như vậy hiểu là gì? RHLB là cái hệ số cân bằng nguồn nước của chất ngũ hóa mà cái pha dầu yêu cầu để nó tạo được một cái tương ổn định trong môi trường nước. Đấy chưa? Không đơn giản các bạn ở nhà đúng không? Bố mẹ bảo đi thi đại học đúng không? Bây giờ mà con đọc đại học này thì phải cho con một cái xe máy. Thì lúc đó con đi thi đúng không? Bây giờ phải đọc đại học. Và bố mẹ bây giờ còn bắt đầu chất ngũ hóa tức là gì? Phải cung cấp cho nó, con đi thi, con sẽ bỏ gì đúng không? Đây là người ta hỏi là gì? Vậy RHLB là gì? Mỗi cái pha dầu thì sẽ có một cái RHLB khác nhau và nó chỉ hình thành một cái tương ổn định trong nước khi được cung cấp một cái chất ngũ hóa có cái RHLB trong khoảng đó. Dạ, còn cái ví dụ là gì? Dầu thô dầu có RHLB là 11. Do đó khi điều chế ngũ tương dầu trong nước với dầu thô dầu thì phải có cái chất ngũ hóa có HLB là 14 thì nó sẽ có yêu. Hoặc ít nhất mình phải được cho nó khoảng từ 13 đến 16 thôi thì nó sẽ gì? Tốt. Và cái này, các thành cái này thì phải sửa sách ta. Bởi vì đến lúc đi thực hành thì lại sai. Ở đây ra cái bằng các cái chất ngũ hóa ở các cái HLB thấy không? Ra 56 bạn có chất ngũ hóa không? Thì hôm nào đi học thực hành các bạn sẽ tiến hành bào chế dầu ngũ tương dầu thô dầu. Và trong công thức của bộ môn cho các bạn thì nó dùng pin 80 làm chất ngũ hóa. Như vậy ta cho cô xem tại sao pin 80 làm chất ngũ hóa? Nó có HLB của bao nhiêu? 15. Như vậy là xấp xỉ. Đúng không? Và câu hỏi đặt ra các bạn là gì? Nếu không có pin 80 thì sẽ dùng các chất thay thế nào? Các bạn có thể dùng gì? Pin 60, Tritonic 100 gì nữa? Pin 20 được không? Cũng được, có thể chấp nhận, thấy chưa? Nhưng mà rất nhiều bài soạn thì các bạn thường phải gì? Natri, Laurin, Sulfat vào sai hết đúng bởi vì HLB bằng bao nhiêu không được quá xa với yêu cầu của tôi. Nhờ như vậy là lựa chọn chất thay thế các bạn phải căn cứ cái bảng này và cô nhắc rồi nhưng hôm sau khi thi thi thuật bài vẫn cứ có nát tuy đau đến chúng ta là vì nào từ quán nước lưu truyền lại nhớ nhớ đó ha thay đổi cái đó trong cái thuật bằng bài thế là lúc mình chọn chất thay thế mình phải căn cứ cái gì RHLB của cái pha dầu lựa chọn nha. Vậy RHLB và HLB dùng để làm gì? Thứ nhất, dùng của nó nha. Ứng dụng của HLB và RHLB mục đích thứ nhất là để lựa chọn các cái chất điện hòa, các chất ngũ hóa thích hợp cho mục đích sử dụng. Ví dụ, tôi muốn tạo ngũ tương dầu trong nước thì phải lựa chọn thế nào? Nước trong dầu thì lựa chọn thế nào? Lựa chọn làm chất gây thấm thì lựa chọn thế nào? Không, căn cứ vào cái HLB. Thứ hai, để tính cái HLB chung của một cái hỗn hợp chất diệt hòa và để tính được cái HLB của cái chất diệt hòa M
hoặc là những tỷ lệ tính chất trong trường hợp. Vậy mình sẽ tìm hiểu cái này như thế nào. Ứng dụng thứ nhất đây nhờ bảng ứng dụng này các bạn nên học được tính chất đó trong câu hỏi thi nhờ. Ví dụ mình làm mục đích để tập vũ tương nước trong dầu thì thường chọn tính chất vũ hóa có H2O đóng bằng từ 3 cho đến 6, chất gây thở 7 đến 9, không phải thấy chưa? Phần chất gây thở của công ty người ta có nhắc rồi, H2O đóng bằng 7 đến 9 hoặc cao hơn một tí cũng được. Rồi. Nếu là tương nước, dầu tương nước nên chọn từ 8 cho đến 18. Các chất trung gian hòa tan, các chất tẩy rửa vân, mỗi chất sẽ có một cái H2O hoàn toàn khác. Và cái này là định hướng cho những cái nhà nghiên cứu, chúng ta mục đích là nghiên cứu vào những nhóm này. Rồi ứng dụng thứ hai là để tính HLB của một cái hỗn hợp chất chuyển hóa. Thì các bạn nhìn vào cái bảng cái tại có gì các bạn? Đây, các cái bảng này, các cái chỉ số của nó liền mạch hay lẻ tẻ? Lẻ tẻ không liền. Vậy giả sử bây giờ tôi cần vào chế một cái vũ tương mà pha dầu của tôi nó có NH2O+30 thì có cái đạo bảo bản không? Không. Như vậy các nhà bảo chế làm gì trong trường hợp này? Để dùng hỗn hợp rất là nhiều chất sinh hoạt phối hợp với nhau để tìm được cái đó. Và để tính được thì người ta phải gì? Tính được cái H2O của hỗn hợp sao cho nó thỏa mãn được cái lượng H2O của pha dầu. Và đây chúng ta mục đích của bài tập này. Bài tập đầu tiên các bạn đang tính HLB của hỗn hợp hai cái chất chuyển hóa thế nào. Chất chuyển hóa thứ nhất là pi 80 với HLB là 15, khối lượng trong hỗn hợp là 4 gam. Chất chuyển hóa thứ hai là span 80 với HLB 43, khối lượng trong hỗn hợp là 5 gam. Thì mình xem là liệu hai chất này phối hợp với tỷ lệ như thế thì thu được cái chất chuyển hóa vũ hóa với HLB của hỗn hợp là bao nhiêu? Đây là bài tập đơn giản nhất, hoàn đầu tiên. Rồi thì bạn đang đạt đúng hay chưa? Nào. HLB của hỗn hợp bằng 9 phép ông 6 đúng hay không? Đúng. Vậy công thức ở đây mình tính như nào? Thì đây các bạn, với bài tập kiểu này các bạn sẽ áp dụng một công thức tính như sau. HLB của một cái hỗn hợp chất vũ hóa sẽ bằng M1 nhân HLB1 cộng M2 nhân HLB2 cộng cái đến MN nhân HLBN chia cho tổng khối lượng từ M1, M2 cho đến MN. Cái tính của nó. Như vậy bài tập thứ nhất là bài tập đơn giản nhất. Tiếp theo bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai bắt nguồn từ một cái nghiên cứu ví dụ như sau. Khi tôi muốn bào chế một cái vũ tương dầu cầu dầu với NH2O của cái dầu cầu dầu là 14. Nhưng hiện nay tôi mới chỉ có một cái chất vũ hóa là Mi-45 với HNO 1.1. Như vậy một mình chất vũ hóa này thì liệu có bào chế được thành vũ tương ổn định không? Không, vũ tương dầu xa nó mới khoảng 14. Vậy đó tôi sẽ phối hợp với thêm một chất nữa, tôi gọi là chất Z. Với HNO của nó là Z. Và tôi biết khối lượng của hai chất tôi cần phối hợp. Bây giờ tôi cần tìm xem chất Z này là chất nào. Bây giờ tôi tìm xem cái bao nhiêu và có chất nào thỏa mãn được hay không nhá. Bây giờ các bạn tìm cái chất này nhá. Nào, ta bắt đầu hai. Rồi, các bạn là
6 bằng cách nào? Còn bán? À, có thể được bắt nhất, các chị nó khoảng đó không? Quy 2 người, đúng không? Bây giờ là có ý thứ nhất, đúng không? Đấy là cách mình vượt động bắt nhất, ngoài thêm vào. Rồi, dạng bài tập thứ 3 sẽ là dạng bài tập. À, không cảm ơn nữa. Dạ. Thứ ba là gì? Bây giờ tôi cần điều chế nhũ tương dầu paraffin. Tôi cần hỗn hợp hai chất nhũ hóa là span 80 với H2O4+3 và pin 80 với H2O15. Biết này, tỷ lệ của pha dầu và ô và của pha dầu và chất nhũ hóa là 4:1, tức là khối lượng của nó phải là 2:5 tổng khối lượng của hai chất. Tôi biết được chưa? Bây giờ tôi cần tìm tương lượng của từng chất, tức là tìm bao nhiêu gram span, bao nhiêu gram pin để thỏa mãn cái công thức bằng cái này. Chưa? Có bạn đấy đi làm cái này, bài tập số. À. Rồi, đấy bạn làm cái bạn đúng chưa? À, đúng rồi, đúng không? Tuy nhiên là mình sẽ có một cái cách giải khác là gì? Mình sẽ lập một cái hệ phương trình hai ẩn không với cách làm như sau. Nếu các bạn gọi M1, M2 lần lượt là khối lượng span 80 và pin 80 thì mình sẽ có hai phương trình là gì? M1 cộng M2 bằng 12,5, và phương trình thứ hai là gì? À, 10,5 thì bằng 4,3 M1 cộng 15,2 trên cho 12,5. Được, đúng không? Và từ hai phương trình hai ẩn này mình có thể gì? Con giải trực tiếp bằng máy tính, và có cái cách giải trên máy tính bao nhiêu? Phương trình là đâu? Đã bao nhiêu? Hai phương trình hai ẩn, không? Cả hai cái này bản chất là một, nhưng mà gì mình lại nhớ hệ phương trình mình sẽ dùng máy tính nó làm cho nhiều hơn, đúng không? Đúng. Dạ. Dạ, đó là cách mình thấy. Ra là gì? Span là 5m26 và còn pin là 7m20. À, đừng ra. Dạ. Rồi. Các bài tập sau các bạn sẽ ghi là về nhà làm. Và những bài tập này có thể có trong đề kiểm tra và đề thi. Đơn giản đúng không? Tính HLB của hỗn hợp chất nhũ hóa nhất bao gồm vô paradis và mô aralan với khối lượng in bàn, được chưa? Thứ hai là hỗn hợp các chất nhũ hóa với lecithin và columbonic. Để không ghi xong chưa bài tập nào? Rồi, bài tập thứ hai, các bạn sẽ tìm chất nhũ hóa X để vào cái nhũ tương dầu nước của dầu hạt bông. Giờ mình sẽ tìm chất nhũ hóa X. Rồi, tiếp dạng bài tập số 3, vào kế nhũ tương từ sắc âm với NaNB là 15, trừ đi hai chất sinh hoạt là lanolin và acomastin.